chào cả nhà nha. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem trên kênh của Ngọc Diệu quay lắm. Cả nhà ơi, bữa nay con đi đâu nè? Đang đi mua bánh. Con đi mua bánh. Cả nhà ơi, bữa nay em về quê, giờ mấy dì cháu em với mấy mẹ con em đi xuống dưới ghe nè. Ở đây bán đồ ăn thì bán dưới ghe với xe là chạy. Không có đi chợ. Giờ mời các bạn, anh chị và các bạn đi theo em coi cảnh mua bánh đồ ăn nha. Mà cô mua xong rồi hả? Cả nhà ơi, em chào xong mà cô có mua xong rồi cả nhà. Cá đây. Ủa mà bà quay đâu? Bà chạy đâu rồi? Bà cô mua cá rô hả? Bà cá chạy gì vậy? Bà có cá chạy giờ? Cá chạy giờ? Cá chạy giờ? Rồi, đi đi. Ông nhận anh nhận được quá. Rồi, rồi đi. Anh nhận được quá, anh cần cá. Đây, cái anh bán cá đây cả nhà. Đi theo bà cô ghi đi. Anh bán cá. Anh bán cá gì với anh? Cá lóc, cá chê, cá rô. À, cá lóc, cá chê, cá rô. Bà cô mua rồi, giờ đi mua rau. Cá chê, cá rô. Cá chê, cá rô. Bà cô em mới đi tút trước rồi cả nhà ơi. Đang đi dớt nè. Con né bên cho ông đi kìa. Né qua bên. Rồi. Né qua bên cho con đi. Đây. Ở quê em thì rất sáng ha, cũng hơi xa chợ cả nhà. Né qua cho ông đi. Cô bán đồ á. Né qua cho ông đi kìa. Ở đây nè con, bà cô đây rồi nè. Ở dưới quê á thì chắc ở quê em còn hai bà chị bán. Ủa, cô thấy này là mẹ. Ừ. Quê em thì còn hai bà chị. Bà chị này với bà chị kia. Con không đi qua đó được. Con không đi qua đó được hả? Đây xuống cái cầu chuột không đi được. Thôi con đừng có xuống được thì con đừng có xuống nha. Trời ơi trời, nó cũng chen nè cả nhà. Ôi coi chuột nó đi kìa nè. Được cái đi nè. Bà cô mua gì với mua gì vậy bà cô? Coi chấm ăn không? Đâu có bán bánh bán gì đâu, chuột xuống kia mua bánh mà đâu. Trời ơi, nó có ăn ba bánh đó đâu. Con cổ thì bà cô cổng lên nè. Cô có tiền chưa, trả tiền chưa? Bà cô ngỏng lên. Con cũng không có ngàn nào luôn. Cô cổng lên. Trời ơi, cả nhà thấy hai cô cháu đi mua đồ không có đồng bạc. Em đi. Có mấy cái bánh này cả nhà ơi. Vậy biết vậy. Rồi ông Dưỡng múc vừa kìa, kêu ông Dưỡng từ từ chờ con chứ. Dạ con. Thế nha, rồi kìa. Nó chạy nó kêu ông Dưỡng kìa, ông Dưỡng múc vừa với cô. Trời đừng có bẻ. Cầm được không? Chừng nó móc không có được đâu. Giật, giật. Nó lo nó giỡn cái dừa không cả nhà. Giật. Đó, ông giỡn nó giỡn. Ôi. Trời chạy lại lụm luôn. Ôm nổi không? Rồi ra đây trong giỡn móc nữa. Chạy lên đây trong giỡn móc nữa. Thôi bỏ cái dừa đó đi, hồi mẹ lụm. Trời ơi trời, ôm không nổi, cũng được ôm cái dừa nữa cả nhà. Bẻ nha. Giật. Ủa hai ông cháu móc vung lên cái dừa luôn. Từ thôi được rồi. Bắt cái gì? Ông Dưỡng tới móc hết luôn hả? Cái được hai ba cái xong rồi. Thôi để hộn Dưỡng ôm cho con không nổi đâu. Ủa cô kìa. Móc cái nữa nè. Cái nữa. Cái nữa hết buồn, hết buồn bà đó rồi. Ở dưới quê em thì bà hên quá, hai trái luôn. Bà trả luôn. Hai trái luôn. Bà trả luôn. Ừ. Đó. Rồi, ôm dừa vô. Ôm dừa vô. Mẹ ôm cái này nè. Ôi ôi. Đúng lên, đúng lên. Rồi thôi đi ra bỏ trong vườn lụm đi. Tao giờ nó cũng gán rồi. Bỏ đi. Trời ơi, trời đá luôn. Thôi đó đâu giờ đó, giờ đi vô nè, giờ đi vô chặt dưỡng cả nhà ơi. Đi vô chặt dưỡng nè nhà. Ờ vô chặt dưỡng cả nhà ơi. Ủa, cái cô bán vé số qua đi rồi hả? Đi rồi. Chưa mua bán qua đi hả? Rồi. Đây sáng ông Dưỡng. Mày đi là mẹ. Ông Dưỡng cũng đi ông mua núm nữa nè cả nhà ơi. Đó. Mua được cái này cái nữa đi nấm gì nấm tâm mới bẻ nấm đất nấm bắp bắp cái nó đó rồi.
Chuột con chạy đâu nè? Con chạy mà cô. Vậy bà cô sao? Vậy mà cô con cá. Bà cô con cá hả? Dạ chú em đang nằm dạ cô. Bà cô rửa chảo, bà cô kho cá. Kêu cái cá không? Ừ, chuột đừng có khoa. Chuột có ăn không? Ăn. Ăn hả? Vậy ông Dưỡng đưa kìa. Cảm ơn ông Dưỡng đi, sắp vô. Sắp vô. Rồi. Sắp vô nhà. Rồi, sắp vô, để đâu? Về, sắp vô vậy à. Hỏi bà cô qua để đâu? Trời, bể hết trơn. Đây, bà cô đương nấu cả nhà ơi. Đây, đá con cầm đây. Đây, nãy giờ bà cô em đã nấu rồi nè cả nhà. Đóng này để xào. Còn lấy cái đầu cá lóc nấu canh rau đắng đỏ, đánh đất nha cả nhà. Còn ở trên đây thì bà cô đương kho cá, nấu bằng bếp củi. Đây cả nhà ơi, bây giờ tới mấy dưỡng cháu em đi qua bên nhà kế bên của ông bác xin đọt đọt lụa phải không Dưỡng? Thấy đọt lụa về chấm cá kho. Bà cô em đã đương kho cá chồng rồi, để cho bà cô kho giờ. Chuột với em với chuột cũng đi nữa. Chuột con đi đâu đó? Chuột đi hái rau hả? Chuột có hái được không? Hả? Đây đây nè. Mẹ ơi, qua đây nè mẹ. Rồi đi. Con đi qua con xin nha, con xin ông xin bà nha. Ở cây nó cao vậy sao bẻ tới ta? Đi đi kìa kìa đằng kia kìa. Đằng kia hả? Ờ ông Dưỡng đi rồi kìa. Ô mẹ đi anh leo được. Đây. Bẻ đi, anh chưa bẻ đâu. Bẻ cho rồi đi. Quá trời luôn cả nhà. Cả nhà mình chắc cũng ít ai biết ăn cái này á. Cả nhà là lát nó ăn nó chua chua phải không vậy? Nó chua chua chấm với cá kho lạc, ăn ngon lắm cả nhà ơi. Cái này là cây lụa nha cả nhà. Ông mày thấy lụa không? Lụa. Ờ đúng rồi, cái này cây lụa đó. Đó, vợ hai dẫn trái em thấy. Rồi vậy đây. Mấy cây lụa nó cao hết biết không? Nó muốn ăn là phải về trèo lên cây thang gì nè cả nhà ơi. Mòn hết biết. Con nghe. Ông giữ nó trời nó cao nè. Hả? Đó, cả nhà coi độc nó non. Cái này như là một tháng nó mới ra được lần hay lần gì phải không? Lâu lắm hả chứ phải một tháng hả? Giờ thang qua tuốt ở trên kia trời ơi cả nhà ơi. Hồi hồi à. Đó, đều. Chủ ơi vô con xe con. Đó, ở đây người ta đi bán là mỗi lần đi bán chạy xe vậy đó cả nhà. Con né vô. Né vô. Lúc trước nhà ngoại em có con cây cả nhà, mà nó nhỏ lắm, còn cây này là cây cổ thụ rồi, nó lâu lắm rồi. Cây này chắc của bà Bảy trồng lâu lắm hả bà Bảy? Lên đó có thấy không? Lên đó có đọt đâu, lên đó đâu thấy đọt đâu. Trời ơi trời, người ta bắt chỗ này nè, khùng chết mẹ đi. Ta bắt ở đây rồi người ta quằn. Chủ yếu là con leo lên được cái chỗ này thôi. Nó. Ai vậy trời? Đó, cả nhà. Dạ. Bà nghe chưa? Mày đừng có quấy bảy thêm bảy bà gặp là lụm con đứng đây rồi, con bà mặc sức luôn. Nãy hôm sáng là bọc kìa. Dạ, 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 dạ. Cây này chào lên chợ. Cây 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 đó, rồi phành bọc ra. Phành bọc ra con. Ông Dưỡng con với ông Dưỡng hái chùm này nó là đủ ăn rồi đó ông Dưỡng, mình ăn ít rồi. Mà. Nghe ông Dưỡng hái rồi mẹ. Ừ rồi. Bỏ tô á. Nhắc bỏ tô trộn ăn nó ngon hơn hả bà Bảy? Ừ, nó không có chát. À vậy hả? Ừ. Trộn bỏ tô bắt đầu mình dưới lên rồi mình trộn. Trộn rồi mình ăn nó không có chát. Kìa lại đưa cho ông Dưỡng vô coi. Đó, chuột thì đi theo sách bọc nè. Kìa lão Dưỡng bỏ vô kìa. Rồi giỏi chưa. Đó. Cái này mà đã. Mà hái lên thành phố bán. Quá trời đã luôn. Ít lắm bây giờ ít có lá này lắm luôn đó mọi người.
giờ hiếm lắm. Nó chóc là ông mày nữa đó. Rồi. Chị ra chị bá chèo lên tới trên bá hái đã luôn. Ăn nhiều đó là đã luôn. Đồ cái này mình có bánh xèo gói ăn đã luôn. Ừ thì về là bẻ giờ về là bá ấy được rồi. Bá làm được rồi. Cái này là tới hơi là già. Nó nhanh lắm, chuột, xích vô con, xe. Xe chuột. Đưa trong được, đưa trong được. Bẻ đi. Nhóc cái đục mà lên nơi khúc ở trên nó luôn á cả nhà. Đó. Được mà lên khúc trên nó hái là đã luôn ha ông Dượng. Bê luôn. Rồi ông Dượng muốn chèo luôn rồi cả nhà ơi. Đó. Đó. Mấy cái nhánh bên đây nè ông Dượng. Đó. Chuột ơi, chuột đưa nó bọc trong Dượng cho con. Trời ơi, nó đi xuống sông, nó đi kiếm con cá mập rồi. Cái gì? Cá mập ở đâu? Đâu có. Cá mập đó mẹ. À, cái cây tàu dừa đó con. Cái cây tàu dừa đó chứ không phải đâu con cá mập đâu. Ở nhà thấy không? Nhà có nè, cái mẹ quá. À, đó. Rồi, giờ đi lên đây đem bọc trong vườn đựng. Ông vườn hái xong một bọc rồi kìa. Đi viết lên. Để lên. Ai vậy à? Ừ. Ông vườn hái này à? Ừ, ông vườn đâu mất tiêu rồi. Kiếm ông vườn đây. Chứ ông Dượng chèo đó mẹ. Vậy đó hả, ông Dượng chèo đó hả? Con xin bà đi. Đi, bà phanh tay đó bà ơi, cho con xin. Tới chuột cả nhà ơi, tới chuột mở chuột đi lụm nè. Đó chuột. Chuột lụm hả, con biết phanh chưa? Rồi, đây. Rồi. Rồi lụm nữa, bỏ vô. Lụm vô. Rồi lụm bỏ vô. Nhưng mở vô hết. Ừ lụm bỏ vô hết luôn. Đó. Cái lá đó không ăn được, cái lá không ăn được. Rồi bỏ rồi. Hết rồi mẹ. Hết rồi hả? Hết rồi đi về. Về. Đi về. Let's go. Let's go. Trời ơi, let's go luôn. Rồi hỏi ông Dượng về chưa? Anh về về, anh về ông Dượng. Dạ chị chờ ông Dưỡng xuống. Để từ ông Dưỡng. Rồi bà Bảy ăn không? Bẻ cho bà Bảy luôn. Ừ thiệt, mấy chùm bên đây quá trời luôn nè. Ngon lắm mà nó nằm trên đó sao bẻ được. Em nói đi ông bẻ. Cái cây đọt nó non nè. Ăn mấy cái đọt non này ngon lắm cả nhà. Ở dưới quê thường đa số thì các ông nhà anh chị đồ ai mà có như lá đọt cơm mụi nè, lùa nè, rồi lá cá, lá cách nè là đi hái. Xe mẹ ơi, yeah. Xe đâu? Đâu có xe. Là làm bánh xèo ăn á cả nhà. Đi ra ghe với vừa. Ừ, mẹ thấy rồi. Này lâu lâu cái nào nó mới là mọc được, nó ra được đọt là non lần. Vậy con tính đâu có khoảng nửa tháng là nó hay ra đọt non mới chứ. Vậy hả? Ngon. Ủa vậy đó hả? Năm giờ ăn gì vậy? Không Dượng, ông Dượng mày ra cây bánh đó hả? Ông Dượng ông cũng ham lắm chứ mà ăn gì hết. Nhà có hên con chứ ông Dượng ăn gì hết. Trời ơi, thì cái này bạn bánh xèo với hái đi lá cơm muội đồ về. Bánh nhiều ơi, bánh nhiều à. Lá cách đồ. Đi qua bên bển mẻ lá đồ con ơi quá trời. Hỏi gì ở đâu? Bên nhà thì mày cùng dồn ăn cái chắc xác mà. Con nay để hát nó con mẹ cho. Đi mẹ đi. Chủ nhật còn lâu. Thiệt làm trước đi chứ giờ để tới đó cái đồ hết ngon rồi, bỏ tủ lạnh hết ngon rồi. Không có bỏ tủ lạnh rồi. Tao rửa tao bỏ đại gỗ tao ăn 2-3 ngày. Không sợ như là bỏ ngoài sợ nó héo á. Vậy đó hả? Không, vậy là cái tủ lạnh của chị nó. Vậy là cái tủ lạnh của chị nó. Để cho bọc không hết rồi mà còn ngắt ngắt ra nữa. Trời dục nó dục cái bọc đây nó đi đâu. Rồi. Ờ Ngọc Diệu quay lóc là có. Ai chửi?
ai chửi. Đây, ông Dượng hái một đống luôn. Ăn gì hết ông Dượng. Thôi ôm đi chứ, ôm đi chứ bỏ bọc gì hết, cái bọc mình nhỏ quá. Giờ thôi, giờ thấy gì? Đây 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 đây, đây nè có. Rồi về. Giờ mấy dựng cháu em đi về cả nhà ơi. Hái kiểu này đem cả làng ăn luôn chứ ăn gì hết trời. Đi. Rồi con hỏi bà cô coi, hỏi bà cô ơi, nấu cá kho cá xong chưa? Hỏi bà cô kho cá xong chưa? Làm nước đá uống. Cô làm trà đường. Kìa. Trời ơi nó ôm luôn cái bọc nước đá rồi. Đó. Trời thiệt không chụp kịp chứ. Chuột mà. Không chụp. Cà 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 xong. Ê, rồi đây cái quẹt của tôi đừng có bưng đi, múc gì để tôi quẹt mà, để cho bảo quẹt đây cả nhà. Sáng giờ thành phẩm của mấy cô cháu em đây, chiến dịch con chuột đập bể giờ bỏ đây luôn đó hả? Ừ, như là cá kho luôn, nó bớt luôn đó. Ông con mà con ông Dưỡng nó bể nè. Ừ, ông Dưỡng làm bể chứ không phải nó. Ông Dưỡng làm bể hả? Dạ rồi, ông Dưỡng hay quá. Nãy giờ nó làm bể xong rồi giờ nó nói nó múc bể kìa. Ừ, đang có bể. Bà cô làm bể hả? Bà cô làm bể nè. Mà... rồi. 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 Ông Dượng ơi, giết bằng lại. Rồi. Giết bằng lại. Mẹ giết bằng lại mẹ. Ờ rồi rồi từ từ để mẹ qua. Nó, trời ơi nó nhiều chuyện lắm cả nhà ơi. Thôi, thôi mời tất cả các ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn với gia đình của Dượng bảy em nha cả nhà. Bữa nay về ông Dượng đãi đồ ăn là món miền Tây không cả nhà ơi. Bột lụa chấm với nước cá kho lạc và núm xào. Hồi sáng ông Dưỡng đi mua hết núm rồi cả nhà. Ông đi ra trễ quá, mà hết núm rồi chứ không có, không mua nhiều rồi. Hết luôn. Hết luôn. Hai bà cháu đổ hết cái hết luôn. Đó, vậy đó phun đó nữa đi. Cả nhà ơi, cơm cả nhà ơi, mới được ăn cả nhà ơi. Phới rồi con, phới rồi không có thôi đâu. Con Dượng rồi, con Dượng chấm mắm rồi con, phới rồi. Ốc vừa rồi, ốc thì vậy kho khô xả. Ai bắt rồi, ai bắt rồi. Dượng bắt qua. Ốc mà kho ngon với bột. Có rảnh mà đi bắt á. Ông bắt ở đâu à, con ruộng hả? Con ruộng á, hôm qua thì thấy vậy bắt luôn. Chiều ấy thì tốt. Con chảo. Lâu lâu ăn ốc ốc kho xả ngon thấy bộ không? Ừ. Kho xả ốc. À, có gì không? Ừ. Hỏi một câu hỏi nó canh là rồi nói. Rồi ăn cơm đi con, mời ông bà coi. Mời. Mời mà ăn cơm. Con mời các ông bà. Cô chú. Cô chú. Anh chị. Và các bạn. Ăn cơm với con. Ăn nói lớn lên. Ờ. Ăn cơm. Gai vậy mà nói chuyện nghe thiếu à. Ừ, cơm với con. Ừ. Con đã thấp dưỡng bé ớt rồi. Rồi. Bà cô đâu ăn cay được hả? Bỏ lại chúng hết. Không. Lại trong trong hết. Không có tính bỏ trong cái này dầm cho dầm cho chấm cái này này cay cay cho ngon. Mà. Bà cô bớt ăn. Bà cô bớt không ăn cay được. Rồi còn chuột có quậy hơn ở nhỏ hay không? Rồi rồi, có rồi. Ở đây nè, chấm mới dễ nè. Ừ, cũng gần hết. Ông Dượng ăn cơm, lấy ông Dượng mà chuột có quậy rồi cả nhà. Biết gì? Đọc lửa ngon, ông Dượng không thấy con bẻ quá trời luôn á cả nhà. Đọc lửa ngon hết. Ừ, nhìn cái nhóm này không có nữa. Giờ còn ai đâu, hồi đó bà ngoại còn mới có một cây. Bà lốn mà lâu rồi, mắc rồi. Chứ mà để tới giờ là cũng già mượn lắm luôn á anh Dượng. Mấy cây đó giờ đây đó giờ cũng 20 năm mà có rồi đó nha. Chưa có đó là chưa có trọng, đang trọng cũng 20 mấy tuổi rồi. Ở đây chỉ có bà bảy có mẹ. Ông Dượng đánh. Ông Dượng. Hả?
ông Dượng. Đau không? Nó quánh nồng rồi, nó hỏi ông đau không? No không ông Dượng? No không hả? Rồi đó em Dượng có đi hái luôn hả vậy? Hái đâu? Gần đây hả? Đây sao? Chín thấy ngon, rồi không sợ bà không rửa rồi thấy rất là dậy dậy ha, đừng cho nó gió gió rồi nó héo, ngon quá dễ lắm, ngon quá ngon, ngon quá gió, rau rau đồng không? Ừ. Rau đồng không vậy, đây ăn rau đồng không? Ba 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 ba. Rồi qua bản dặn ông hai kẻ núm. Ờ không đó, mình nhận nhận á. Siêu nhân ngồi đây đi nha. Nhà con. Nhà con mẹ ơi. Hả? Cái gì? Nhà con. Ờ, ngồi đi. Ngồi đi siêu nhân. Ngồi đi siêu nhân, siêu nhân. Nhà con mà. Siêu nhân ngồi quá. Hết cái cơm của siêu nhân nha. Nha. Đó chưa? Không ăn rồi. Hết cái cơm siêu nhân nha. Rửa chén được không? Nói dài hộp à, nó có ăn rồi. Cái cơm nè. Không, đây nè, chén của Dương Nhân, chén này nè. Chén gì nè. Rồi, chén Dương Nhân, chén đó đó. Mở đây, ăn cơm. Mở vô cơm quá, uống rượu ăn. Cho cô Duyên ăn nè. Nè, cho cô Duyên ăn nè. Tôi cho cô Duyên ra về nha. Giờ cũng chiến về. Là nó chờ cô Tiên về là chờ con Tiên nó về đó, con Tiên mà nó kêu con Tiên không à. Vậy hả? Cô Tiên hả? Cô Tiên ngồi về mua bánh nha. Tôi quan kia ngồi đây rồi hồi mẹ cho cục câu câu. Muốn ăn câu câu không? Quan kia ngồi đây giúp đàng hoàng cho mẹ ăn cơm chút xíu, mẹ quay giúp chút mẹ cho câu câu. Hồi cô Tiên về mua cho. Cô Tiên hả? Ừ. Con Tiên mà nó không kêu được con Tiên, nó kêu con Tiên. Chờ cô Tiên ra. Nấm gừng mới bẻ vô nó ngon. Nhưng mới bẻ lần đầu nữa giờ thấy nấm nó trắng nó ngon vậy. Mới đầu tiên luôn. Mới bẻ. Bữa hôm qua ông Nam mới mua chảnh nấm nở không 100 ngàn đó. Ở dưới này tí có 40 ngàn rồi cả nhà. Ngày qua chồng em mới chảnh mua 1 tí 100 ngàn. Ừ mà chấm phiếu thấy ngon quá. Nấm đầu tiên luôn. Đừng quậy nữa nha. Biết chàng ngon mẹ. Ừ quá trời ngon rồi. Ngon à? Tan cơm, tan cơm ổng đi theo ổng quậy luôn, lặng lặng ổng quậy không cả nhà. Con ăn dép nha mẹ. Ờ con ăn dép đi. Dạ, rồi con ăn đi. Con mồi em ăn nhét nha. Sao bữa nay ngoan dữ hả? Nó còn có lúc nữa. Mẹ nghe mà con nghe mà nè mẹ. Đi đâu con đi đâu? Đi ra lộn con. Thôi không được, đừng có đi ra ngoài. Ở ngoài xe không đó mẹ ăn cơm chút xíu. Đừng ra lộn con. Vô hả? Vô. Đó, đó. Vô. À, nó đi đâu? Nó hỏi coi lại. Con thấy là ăn ăn cái lọt lụa nó ngon, nó bắt hơn cái lọt núm. Ừ. Tại vì mình có kho lạc cái mình chấm với cái lọt lụa ăn nó ngon, nó chua chua cả nhà ăn nó không ngán nó ngon cả nhà. Lên đây nè. Phải mình gấp đi cái mình nêm gấm đồ ở dưới đường rồi ngon ngon á, vừa để vô trộn xèo vừa ăn ngon á. Dạ. Có gì vậy trời. Mà đứng đây không ông Dượng, sao đâu con ăn thôi rồi, ông Dượng ăn đi con ăn miếng này nữa con thôi à. Tại nãy còn đút cơm nó như miếng rồi còn ăn miếng. Ngồi đó nó không sao đâu. Nãy mà nhớ đột lụa đó mình khỏi xào nấm hay bà cô để chiều mình đã xào ha. Tại đó ông Dượng về ông Dượng mới nói mới hay. Ông Dượng mất ăn đi ăn mà phải mất canh chuột nữa nha. Không có ý là mình ăn không ngon, không bắt bắt.
ăn lọc lúa nó ngon hơn. Ừ. Vô vô ăn đi con, thôi rồi nè. Thôi rồi, thôi con xin kết thúc clip luôn. Thôi cả nhà ơi, bà cô em thì bà con ăn nữa, nhưng mà em thôi, tại vì sáng hồi nãy em đút cơm cho chuột, cái chuột nó ăn còn dư mấy muỗng, cái em ăn luôn. Cái bây giờ em ăn có chén cơm mà. Giờ thôi clip em cũng dài rồi, em cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã ủng hộ kênh em nha cả nhà. Ai mới đến kênh em mình nhớ cho em xin like, đăng ký, chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Dưỡng đi giữ chuột, em đi giữ cho chuột không Dưỡng ha. Em bye bye.